Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2021 và nhân dịp tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Sáng nay, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tại nhà lưu niệm Bác Hồ, tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh. Dự lễ dâng hương dâng hoa có đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại nhà lưu niệm Bác Hồ, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên thành kính dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam, một chiến sĩ xuất sắc, một nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc, người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam và sáng lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Trước anh linh của người, Đảng bộ chính quyền và nhân dân Hưng Yên hứa tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, xây dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng là quê hương thân mẫu của người. Tiếp đó, đoàn dâng hoa tại tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh bày tỏ lòng thành kính biết ơn vô hạn đối với người con của quê hương Hưng Yên, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng và trong công cuộc đổi mới, mở cửa và hội nhập của đất nước. Viếng đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh, các thành viên trong đoàn đã kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.